7 điều đại kỵ phải tránh ở đời để tránh gặp tai ương. Bất luận là nói chuyện, làm việc hay là làm người, đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cổ nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, là những đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người. Cổ nhân khuyên những điều đại kỵ này là dựa trên trải nghiệm sống trong thực tế của họ và đúc rút lại, mong cho con cháu mình tránh phạm phải sai lầm tương tự. 1. Nói chuyện không thể tùy miệng. Miệng là cổng chính của tâm. Nếu mà giữ miệng không nghiêm thì tất cả bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết. Ý là chân của tâm, nếu mà phòng ý mà không nghiêm thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta. Nói thế nào, không nên nói gì, kỳ thực không phải là do miệng quyết định, mà là do nội tâm của một người quyết định việc ấy. Có những việc không nói ra thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn nhiều so với những lần thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống, có một số người nhanh mồm nhanh miệng, thường nói mà lại không suy nghĩ kỹ. Kỳ thực, thói quen này cần phải sửa ngay. Nó không chỉ làm tổn hại cho bản thân mà lại hại cả người khác. Đối với việc của bản thân, không thể tùy tiện mà giãi bày. Đối với việc riêng của người khác thì lại càng không thể tùy tiện tiết lộ. Bởi vì người khác thổ lộ bí mật với chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng, từ tín nhiệm. Khi mà chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta đây? Khi tức giận, hai người có thể lẳng lặng rời xa nhau. Thì khi hết giận, họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng mà nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện, không kiểm soát, tạo ra sự phẫn nộ, thì mối quan hệ này rất dễ đi tới kết thúc, thậm chí mâu thuẫn còn đi tới đỉnh điểm. Con người chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng mà người ta lại mất cả đời để học cách im lặng. Cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ mà nói. Nếu thực sự không có gì để nói thì thà giữ im lặng còn tốt hơn. Thứ hai, phẫn nộ dễ thất lễ. Câu nói giận quá thì mất khôn quả thực không sai. Bởi vì khi ta nổi nóng thường sẽ không kiểm soát được tâm mình, làm ra những điều tệ hại, nhất là với con cái. Bởi vì bất hòa với cha mẹ mình, thường nói ra những câu thất lễ khó nghe, khiến cho đấng sinh thành trở nên đau đớn. Họ hay nghĩ tiêu cực rằng công của mình nuôi dưỡng con cái mà lại nhận về điều đáng buồn và sự hỗn xược này sao? Thậm chí có những vụ án mạng lại thường xảy ra bởi vì một phút bốc đồng, chứ ít ai lên kế hoạch từ trước. Đến khi cơn giận giận dữ dâng lên rồi, ta lại làm điều mà ta chẳng bao giờ dám làm, để rồi sau đó hối hận cũng đã muộn. Vì thế hãy cố gắng nhận diện rõ cơn giận đang kéo tới, chiếm lấy tâm trí con quỷ dữ trong ta, sau đó ngừng lại. Bởi vì càng nói thì lại càng sai. Quan sát tâm của mình và tìm cách giúp nó tĩnh lại. Thứ ba, vui quá dễ lỡ lời. Trong các cuộc vui thì mọi người thường cố gắng nói nhiều hơn bình thường. Thậm chí người ít nói cũng cố gắng mở lời để mà góp vui. Nhưng mà nói dai thường sẽ là nói dại. Sẽ không tránh khỏi trường hợp những câu đùa, bụng chạm và lòng tự ái của nhau. Đó là chưa kể, lúc vui vẻ bên bạn bè, ta lại thường có chén rượu, mà rượu vào thì lời lại ra. Cho nên mới có những lời khích bác,
Nếu mà không thông cảm cho nhau thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Không ít những vụ án xảy ra đều trong các cuộc vui như thế. Như vậy mới nói, cần phải kiểm soát cả lời nói trong cả lúc vui. Nên cố gắng giữ sự trầm tĩnh cho mình, yên hòa. Nếu có thể, hãy nói ít lại. Mỗi người góp một ý cho một việc gì đó, hạn chế tối thiểu việc chỉ trích nhau. Có như vậy mới giữ được hòa khí. 4. Tham vọng quá lớn, dễ mất mạng. Có câu, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Có nghĩa là có một số người tham vọng vô độ thì sẽ mất mạng. Phúc báo đều nhờ tâm tu dưỡng tính mà có, chứ không phải là giành giật mà nên. Chỉ cần âm thầm nỗ lực không ngừng thì sẽ có ngày bạn sẽ nhận được phúc báo cho chính mình mà chính mình cũng không thể nào ngờ tới. Người mà quá tham vọng có thể vì lợi ích của bản thân mà lại không mơ màng tới việc gây tổn hại cho người khác. Nhưng mà hại người thì lại chính là tự đào huyệt chôn bản thân mình. Người mà không có trị thì cũng có trời trị. Vậy cho nên những người mà có tham vọng lớn thường dễ mất mạng. Khi mà mạng sống mất đi thì mới biết rằng những cái danh, những cái lợi, những cái tình mà mình nhọc công tranh đoạt lại chỉ như mây khói bay đi, như là trăng ở dưới đáy nước. Thứ mà mất đi là mãi mãi, thứ mà đạt được chỉ là hư không. 5. Vui quá dễ mất cảnh giác. Khi đang cao hứng, con người thường rất dễ cảm thấy mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Vậy cho nên lúc này, khả năng phân biệt thì lại không còn được nhạy bén như trước. Tư duy logic sẽ mờ nhạt và mất đi năng lực quan sát. Chúng ta cần phải nhớ rằng, chẳng có ai có thể cười cả ngày, cười từ sáng tới tối. Hoa có đẹp tới mấy rồi cũng sẽ tàn. Vinh quang tới đâu rồi cũng sẽ có người khác thay thế. Tình cảm mà nồng đượm nhường nào thì con người cũng sẽ phải chia xa. Âm dương cách biệt, khi ấy chúng ta có thể nhớ tới câu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Khi tâm lắng lại, có thể trầm tĩnh đối diện với mọi chuyện, chúng ta sẽ có khả năng quan sát tinh tường. 6. Quá sợ hãi dễ thất tiết. Phàm là con người, ai nấy đều sẽ có lo lắng, sợ hãi, danh, lợi, tình của bản thân sẽ bị tổn hại. Vậy cho nên, khi đứng trước những cám dỗ hoặc là sự đe dọa, họ có thể sinh ra khiếp sợ mà khom lưng, mà cúi đầu, khuất phục trước cường quyền và lợi ích vật chất. Những người có chuẩn mực đạo đức và cảnh giới tinh thần cao, họ thường biết cách coi nhẹ những điều này. Họ hiểu rõ rằng, dù có giàu tới đâu, cũng như là nước chảy qua cầu tràn đi. Tiền tài, hư vinh, ái tình chỉ gói gọn trong một nơi mà thôi. 7. Lo nghĩ nhiều dễ mất đi tình yêu. Tình cảm là thứ không dễ đoán biết thì cũng chẳng thể nào lên kế hoạch, vì đó hoàn toàn là cảm xúc. Nếu lo nghĩ nhiều cũng là một nguyên nhân vì sao yêu, vì sao thế lại làm vứt đi vẻ đẹp của nó. Người ta gặp nhau là do duyên, do phận, và nên vợ nên chồng cũng là bởi chữ duyên. Khi mà chúng ta đã trải qua muôn vàn kiếp luân hồi, ân ân oán oán của đời trước kết bao nhiêu mối chúng ta không thể nào nhớ nữa. Nhưng mà sợi nhân duyên đó sẽ dần chết và theo chúng ta cho mãi tới tận kiếp này. Vậy cho nên vạn sự cứ để tùy duyên. Bạn cứ lo trước tính sau, suy nghĩ quá phức tạp chỉ khiến cho tình cảm đôi bên nhạt nhòa, sớm ngày cách xa. Đã có duyên gặp mặt thì cứ đối xử với nhau bằng trái tim chân thành. Đừng bao giờ e ngại khi phải cho đi, cũng đừng mong cầu người ta sẽ đền đáp lại tình cảm của bạn.
như là bạn mong muốn. Dẫu bạn cho đi một tấm chân tình, nhưng mà nhận lại chẳng có được bao nhiêu, chỉ là sự hững hờ hay là bội bạc thì cũng chớ phiền lòng nhé. Bởi vì lẽ nếu là duyên nợ kiếp trước thì trả sớm cho người, âu cũng là một sự thiện giải ân oán cho đôi bên. Tình cảm chân thành của bạn dẫu không được đáp lại thì cũng giúp bạn gieo những hạt giống hạnh phúc trong tương lai.